những bức tranh thuận buồm xuôi gió được nhiều người yêu thích nhất. Mỗi vị khách là một câu chuyện được gửi gắm trong từng tác phẩm. Như bác khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh này cũng vậy. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, yêu thích đồ gỗ và anh đã yêu cầu chúng tôi thiết kế một bức tranh thuận buồm xuôi gió để treo trong phòng làm việc với một kích thước rất lớn, dài gần 4m, cao gần 2m. Trên tranh còn đục 12 con giáp và 5 con giáp to hơn hẳn chính là năm tuổi của 5 thành viên trong gia đình nhà mình, thể hiện sự sung túc, đoàn kết. Bức tranh thuận buồm tiếp theo là của một anh khách người Nam Định và hiện anh đang công tác tại nước ngoài. Anh muốn làm một bức tranh thuận buồm thật đẹp với cánh buồm căng gió, các chi tiết kênh băng mềm mại, thêm một chút cảnh sắc của quê hương với hàng dừa và cái thuyền thúng loại nhỏ để mỗi lần đi xa anh lại ngắm tranh và cũng vơi đi nỗi nhớ quê hương. Tác phẩm thuận buồm xuôi gió có hình vuông xinh xắn này thể hiện một cái khung cảnh thủy mặc cực kỳ trầm bổng, ấn tượng. Phong cảnh xa gần cân đối tạo nên cảnh bình yên với mặt sóng gợn. Hàng mây lững lờ phía bên trên cùng đàn hạc đứng ở trên cội tùng đều là những khuôn hình bình yên nhất, thơ mộng nhất. Trong 3 mẫu tranh thuận buồm xuôi gió này, bạn yêu thích mẫu tranh nào nhất? Hãy chia sẻ cảm nhận cho chúng tôi nhé.